Midjourney này. Đấy, midjourney.com nhá. Được chưa? Vào đây nhá. Đấy, thì nó có mấy cái này, sign in này, join beta này. Đấy. Thế thì việc đầu tiên của chúng ta ấy, là chúng ta cần phải có một cái tài khoản Discord. Đấy, tài khoản Discord thì chúng ta tạo tài khoản Discord thì trên mạng nó hướng dẫn rất nhiều rồi. Thì chúng ta nhấn join beta thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ cho chúng ta bảo mở cái app Discord. Thì Huy đã tải cái app Discord rồi. Đấy. Cho nên là gì ạ? Nó sẽ tự động nó chuyển hướng và nó mở cái app Discord. À đây là app Discord ở trên gì ạ? Ở trên web nhá, trên web nhá. Đấy, ngoài ra thì đây là cái phần mềm app Discord này, được chưa? Đấy, phần mềm app Discord ở trên máy tính nhá. Mình sẽ tải về mình download về nhá. Còn đây là trên web này. Đấy, anh chị em nhìn thấy là họ đang vẽ tranh này. Đấy, có rất nhiều người đang vẽ tranh ở đây. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Đấy, khi mà mình vào đây á thì mình chọn một cái zoom new bài này. Đấy. Được chưa? Mình chọn một cái zoom bất kỳ. Đấy, chọn cái zoom nào đấy. Đấy, new bài này. Đấy, anh chị em nhìn thấy mọi người vẽ tranh đẹp không? Đó, thấy chưa? Long lanh lu linh luôn. Đấy. Thế thì cách tốt nhất để khi mà mình bắt đầu với cả Midjourney ấy thì làm như nào? À, mình copy cái câu lệnh này của họ này, nhìn đây này, nhìn câu lệnh của họ không ạ? Đấy, copy nguyên si này. Đấy, mình nhấn sao chép này, được chưa? Đó, xong mình gõ xuống dưới này. Được chưa? Để tắt cái thằng Zalo này đỡ phiền. Rồi, ông nào bây giờ vào sau thì chịu. Đấy, thì mình copy cái câu lệnh này nhá, mình thấy cái tranh này đẹp đẹp nhá, mình copy câu lệnh này. Xong mình nhắn xuống đây. Nhưng mà mình dùng câu lệnh này, sược này, im này. Đấy, nó ra ngay này, anh chị em nhìn thấy không? Nó hướng dẫn này. Sược này, imagine này, xong rồi đây, prompt này, mình dán nó vào đây, được không? Đấy, xong mình nhấn enter. Đấy, thì ở chỗ này ấy, nó đang gì ạ? Nó đang chạy đây này. Đấy, được chưa? Ở chỗ này đang chạy này. Đấy, mình sẽ nhìn thấy nó đang chạy chỗ này này. Đó, ok không? Đấy, nó đang chạy đây này. Shadow Robot Black Purple. Mình copy cái đoạn trên này, nó nhớ nó khác rồi. Shadow Transformer. Đâu nhỉ? Cái ảnh lúc nãy đâu nhỉ? Nó trôi nhanh lắm. Cái ảnh nãy đâu? Đấy, đẹp không? Chị em nhìn thấy đẹp chưa? Đây. Đây là Anime Style mà. Sao lại ra Transformer là sao? À ra... Đâu của mình thôi. À, đây, Huy Tech 2 đây. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Đấy, cái của mình đây. Đấy. Đấy, tranh mình vừa tạo ra này anh chị em này. Thấy chưa? Đấy, mình xếp nó vào. Đấy, xếp nó vào. Ừ, nếu mà mình mở trong trình duyệt anh chị em sẽ thấy là gì ạ? Chất lượng hình ảnh nó gì ạ? Khá là tốt đấy, đúng không ạ? Đây là cách để mà mình gì ạ? Mình nghịch, mình test, mình thử. Anh chị em nhé. Ừ. Mình test, mình thử. Được chưa? Xem lại cái ảnh nguyên mẫu vẫn là cái câu lệnh đấy thôi anh chị em ạ. Vẫn là câu lệnh đấy thôi, nhưng mà gì ạ? Khi mà mình dùng thì nó lại ra cái khác. Bây giờ nếu mà mình tiếp tục mình sử dụng, mình lại tạo ra một con khác thì nó lại vẽ một cái bức tranh khác anh chị em ạ. Như vậy là gì ạ? Mỗi lần nó sẽ ra con khác nhau. Thế thì làm thế nào để nó ra giống nhau? Thì mình càng chi tiết bao nhiêu thì nó càng đưa ra cái gì ạ? Gợi ý giống bấy nhiêu. Đấy, anh chị em nhìn cái con này nhé. Đây, con này với con bên này. Về cơ bản nó cũng là màu trắng, đúng không ạ? Đấy, nó cũng là kiểu hoạt hình. Đấy. Đấy, mình lưu xuống. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Cơ bản là giống nhau nhưng mà nó sẽ có những cái khác, nó sẽ có những phiên bản khác nhau. Đó, đúng không? Rồi, như vậy là gì ạ? Anime style tức là gì ạ? Là phong cách, là hoạt hình, được chưa? Chi tiết màu trắng và xanh. Cái này là thuộc là phụ nữ, là giống cái phụ nữ. Đấy. Cái này là bóng mượt, mỡ màng béo tốt. Đấy. Được chưa? Như vậy là gì ạ? Là mình đưa vào những cái từ khóa và những cái gọi là chi tiết mà mình muốn, càng chi tiết thì nó càng cho mình một cái nhân vật thật là đẹp, thật là đúng. Ok không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ truyện tranh hoạt hình. À, vẽ truyện tranh. Thế thì đầu tiên để có truyện tranh ấy thì mình đầu tiên mình phải có gì ạ? À, mình phải có một kịch bản, đúng không ạ? Kịch bản. Thì bây giờ đây đang search cái hạt giống tâm hồn để gì ạ? Làm một cái truyện tranh từ cái hạt giống tâm hồn. Được chưa? Thì Huy đang search đây. Ở đây có một cái lá thư từ thiên đường. Đấy. Đấy nhá. Mình sẽ copy toàn bộ cái phần này, mình đưa vào chat GPT để mình yêu cầu nó đưa cho một cái kịch bản để vẽ ở trên gì ạ? Ở trên Midjourney. Được không ạ? Đấy, với cái tranh này nhá. Đấy, đầu tiên mình nói là xin chào. Đấy, thế mình mới bảo nó là gì ạ? Tạo cho tôi hình ảnh trên Midjourney với mô tả sau. Đấy,
Thì Sally vội đến tiến đến phòng cấp cứu khi thấy cảnh cánh cửa bên trong mở ra. Sally hỏi vị bác sĩ: con trai của tôi thế nào, thằng bé ổn chứ, tôi có thể nhìn thấy nó ngay bây giờ không? Vị bác sĩ trả lời từ tốn. Đấy, thì Sally ở đây, Sally tạo hình Sally như nào thì mình phải gì ạ? Mình phải cho nó một cái mẫu tạo hình Sally như nào, được chưa ạ? Đấy, thì để tạo được cái hình Sally thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ copy cái thằng bên này, animal style này, detail này, white blue này, đấy, female này, đấy, được không? Mượt này, được chưa? Đấy, mình tạo hình Sally, mình dùng cái hình này mình tạo hình Sally luôn, được không? Đấy, được chưa? Còn bác sĩ, ông bác sĩ đâu? Bác sĩ tạo hình bác sĩ như nào? Đấy, tạo hình bác sĩ như nào? Thì mình có thể là gì ạ? À, bác sĩ thì làm sao? À, bác sĩ này, trung niên, áo trắng, được chưa? À, giản dị, à, phúc hậu, đấy, được chưa? Bằng tiếng Anh nhé, xem nó có làm được không? Sure, I can help you. Đấy, kinh không? Đấy. Rồi. Bây giờ mình thử đưa cái này vào trong Midjourney, liệu nó có làm được không nhá. Đây. À, mình đưa vào đây. Được chưa? Rồi, sược này. Im này. Được chưa? Dán cái này vào xem nó có làm được không. Ôi, chạy đâu rồi? Đây, anh chị em như này. Đấy. Nó vẽ cho mình những truyện tranh như này. Anh chị em thấy không? Đấy, mặc dù nó hơi ẩu một tí, có vẻ nó chưa đúng lắm. Đúng không ạ? Mình sẽ điều chỉnh lại một tí nhá. Nhưng mà đây là cái phiên bản demo đầu tiên. Ok không ạ? Save image. Rồi, xếp vào đây. Đúng không ạ? Đấy, như vậy là gì ạ? Nó biết là nó tự động vẽ thành một cái truyện tranh này. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Có lời thoại được đàng hoàng luôn. Nó hiểu luôn đấy anh chị em. Đấy, rất hay. Nhưng mà gì ạ? Nó chưa được mượt lắm, nó chưa được chi tiết lắm. Mình muốn nó chi tiết hơn. Được chưa ạ? Bây giờ mình sẽ bỏ bớt đi những cái lệnh như này. Run to a imitator at the middle doctor. Bỏ này đi. Rồi, thử xem là có làm được không. À, nhầm. À đây, thôi mình dùng thằng bên này đi. Đỡ phải... Đây. How my son. Đây, mình chỉ đến đoạn này thôi. Xem nó có làm được không. Có vẻ là hợp lý hơn đấy. Rồi. Đây, cô Sally này chạy vội vào trong bệnh viện này. Được chưa? Sau đó hỏi bác sĩ này, con trai tôi thế nào này? À, anh chị em thấy không ạ? Rồi. Cũng được, đây là một phiên bản số 2. Được chưa? Phiên bản số 2. Rồi. Nha. Đấy, mình thích ấy là mình có thể là gì ạ? À, mình thấy cái U1 này là đẹp này. À, hợp lý này, mình chọn cái U1 nhá. Mình chọn cái V1 này. Version 1 nhé, mình chọn cái version 1 này. Đó, mình nhấn vào chữ version 1 này. Là mình sẽ yêu cầu nó gì ạ? Yêu cầu nó sẽ làm lại cho mình cái version 1. Đấy, tức là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ chi tiết hơn. Nó đưa ra các phiên bản của version 1. Đấy, tức là nó đưa ra mình 4 cái phiên bản khác nhau để mình lựa chọn nhé. Đấy, tuy nhiên thì mình muốn chi tiết hơn cái lựa chọn của phiên bản 1. Đấy, thì ở đây là gì ạ? Nó lại ra được 4 cái phiên bản khác nhau. Anh em thấy không ạ? Đấy, cô này hốt hoảng vào. Đấy, thì gặp ông bác sĩ thì bây giờ mình lại tiếp tục bảo nó sửa kỹ hơn cái phiên bản 1 này. Cái phiên bản 1 này yêu cầu sửa kỹ hơn nữa. Đấy, đúng không ạ? Đấy, nó lại chạy tiếp.
Rồi, xong. Đấy, như vậy là gì ạ? Đây là phiên bản 1, nó ra rõ hơn. Đúng không ạ? Bây giờ mình muốn cái ảnh số 1 này này, nó to, nó nét hơn. Chứ nếu mà nó đưa trong bốn ảnh này mình lại mất công mình cắt đúng không? Thì mình nhấn vào U1 này. U1 tức là gì ạ? Upscale, tức là gì ạ? Upscale tức là gì ạ? Là làm to ra và làm nét hơn ra và làm nét hơn. Ok không ạ? Ok. Đợi một chút nó đang đấy nhá. Đây, con này nó upscale nó hơi lâu anh chị ạ. Đợi một chút. Rồi. Có mấy bạn xin vào rồi, đi gửi link nó vào. Ok nhá. Anh chị em có muốn là mình có cái tài khoản Midjourney gọi là dùng một mình, không cần phải tranh với thằng nào, không cần phải ngồi dò thằng nào, giống như Huy này. Ok nhá. Ví dụ đây là mình ra được một cái Sally chạy vào hỏi. Thế lúc mà mình đưa ra chuyện tranh ấy, mình thêm một cái đoạn ở đây xong mình viết chữ vào đây. Ok không? Đấy, như vậy là gì ạ? À, như vậy là mình sẽ có một cái khung hình đầu tiên. Ok không ạ? Rồi, hỏi về bác sĩ. Thì bác sĩ trả lời nhẹ nhàng. Đấy. Đấy. Rồi, bác sĩ trả lời như nào? Bác sĩ trả lời như nào? Anh chị em tắt tắt mic nhé. Đây. Tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã làm hết rồi. Tôi đã làm hết. Đây. Mô tả không cho tôi. À, bạn nào bật mic thì tắt mic đi. Thì tắt mic đi. Thanh này. Rồi, ok. Đấy, mô tả cho tôi. Đấy. Vị bác sĩ trả lời Sally. Đấy, Sally mình lại copy cái này nhá. Đấy, bác sĩ thì mình copy cái đoạn này nhá. Đấy. Đấy. Đây, ở bệnh viện nhá. Ở bệnh viện bằng tiếng Anh này. Đấy. Thằng này nói gì ạ? Nó bịa thêm này. Your son is stable now. Rồi, ok. Như vậy là gì? Như vậy là nó bịa thêm vào. Cái đoạn này là mình phải gì ạ? Mình phải thêm vào chỗ này. Trả lời Sally bằng tiếng Anh. Đấy, không. I'm sorry, you did everything you could. Đấy, được chưa? Rồi, mình copy cái đoạn này. Mình đưa sang gì ạ? Đấy, mình đưa sang Miss Johnny. Mình lại làm phát nữa cho nào. Rồi, xem nó làm được không. Nó ra phong cách gì đây không biết nữa. Đây phong cách là phim rồi. Sang này phong cách này phong cách phim mất rồi. Đấy. Đấy. Đây, mặt cô này buồn này. Đấy, ông bác sĩ trả lời này. Đấy, nhưng mà cái này nó chưa đúng ý của mình. Mình phải sửa lại một tí nhá. Nó chưa đúng ý của mình. Mình sửa lại một tí này. Bây giờ mình sửa lại này. Đây này. Rồi, do con ChatGPT là nó không hiểu ý mình. Đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ vẫn dùng cái đoạn này nhá. Vị bác sĩ này. Mình chuyển sang phần dịch nhé. Đấy. Rồi. Xong rồi mình đưa vào đây. Đấy. Anh chị em có muốn mình một mình một kênh riêng như này không? Một mình một kênh riêng không chung đụng với thằng nào mình và lại dùng không giới hạn. Đấy. Bình thường mỗi một tài khoản ấy là mình được tạo được khoảng độ 20 cái ảnh. Mỗi một tài khoản miễn phí được tạo 20 cái ảnh. Đấy, còn đây là tài khoản là gì ạ? Unlimited, không giới hạn. Mà lại dùng riêng, không có chung với thằng nào hết. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Nó ra được một cái rất là gì ạ? À, rất là gần khớp với mình rồi. Được chưa? Đấy, như vậy là gì ạ? Vị bác sĩ trả lời. Tuy nhiên là gì ạ? Tuy nhiên là cái cô
cái cô mẹ này có vẻ là lúc nãy thì đang rất là hỗn hoác, rất là hốt hoảng, bây giờ thì lại nhỉ, quá bình tĩnh, đút tay túi quần thì nó lại không ổn lắm, đúng nhận đấy. Bên này thì lại cô bác sĩ lại sang nam rồi, mình quên mình không nói bác sĩ là nam hay nữ cho nên là nó bị nhầm đấy. Thì bây giờ mình lại thêm một cái điều nữa này, vẫn là cái này nhá, đấy đây được chưa, bị bác sĩ này đấy, là đàn ông này, Sally này, hoảng hốt hay là gì ạ, sợ hãi thì nó viết như nào, là run rẩy sợ hãi, run rẩy hay là buồn đi, mặc buồn hay khóc, sad đấy. Như vậy là gì ạ, nó mô tả được cái cảm xúc của nhân vật, được chưa, rồi thử xem nào. Và đặc biệt cái tài khoản này ấy, là tốc độ làm việc của nó nhanh hơn so với thằng kia, không những là không bị giới hạn số lượng ảnh đấy, mà tốc độ làm việc nó lại nhanh hơn. Đồng thời nó có thể nó làm việc một lúc, nó làm mấy cái lại động tác một lúc, ví dụ mình đang chờ thằng này nhé, mình có thể cho nó làm thêm cái nữa, ok không ạ? Đây có vẻ là hợp lý hơn rồi đây này, anh chị em thấy không ạ? Đây vị bác sĩ trả lời này rất là buồn này đấy. Cái cô này đút tay túi quần nó không ổn rồi, đúng không ạ? Cô này giống như là hai vợ chồng ấy. Đấy, đây là giống kiểu bác sĩ hơn này, đúng chưa? Thế là mình sẽ lấy gì ạ? Mình sẽ lấy cái U4 này, cái version 4 này. Mình bảo nó làm cho tao thêm mấy cái bản version 4 này nữa. Đấy, đúng chưa? Xong đó thì mình sẽ tìm cái ảnh nào mà mình thấy hợp lý nhất thì mình upscale nó lên. Đúng chưa? Cái quy trình nó làm như vậy. Đúng chưa? Đây 55% anh chị em thấy không ạ? 55% này, fast này, tốc độ nhanh này. Đấy anh chị em thấy không ạ? Đấy như vậy là gì ạ? Có 4. Tắt mic. Trời ạ. À, rồi anh chị em thấy không ạ, đây bác sĩ trả lời này, được chưa? Thì mình chọn cái nào, 1 2 3 4, chọn cái nào bây giờ nhỉ, chọn cái số 3 đi nhé. Ông bác sĩ này trông có vẻ mệt mỏi này, cô này có vẻ buồn này, được chưa? Mà nó lại giống phù hợp với cái ảnh lúc đầu, nó khớp với cái ảnh lúc đầu, đúng không? Tạm thời lưu cái này xuống đã. Đấy, được chưa? Rồi tiếp theo mình nhấn vào cái số 3 này, đúng không? Mình upscale cái số 3 này lên, được chưa? Rồi, trong thời gian đợi nó upscale lên thì mình lại tiếp tục sang cái bên này. Đấy, mình lại tiếp tục. Sally tự hỏi với lòng mình tại sao đứa trẻ không chịu được căn bệnh ung thư. Chúa hầu như không ngó ngàng đến chúng. Chúa, người ở đâu khi con trai con cần người, một đặc ân của người. Như vậy là gì ạ? Ở cái đoạn này ấy, là Sally tự nói với lòng mình thì cái kịch bản của nó là gì ạ? Là một cái người phụ nữ buồn, đúng không ạ? Đấy, thế thì mình bảo nó gì ạ? Mô tả cho tôi. Đấy, một người phụ nữ buồn, dáng vẻ đang ngước nhìn lên trên trên với những cái đặc biệt, với những cái đặc điểm như này nhé. Đấy, ở bệnh viện bằng tiếng Anh. Đấy, xem nó có mô tả được không. The woman stand alone in hospital Korea with body language conversation. Sorry. Rồi. Thử xem thằng ChatGPT này và thằng Midjourney nó có hiểu nhau không nhá. Được không ạ? Rồi, mình cứ thử đi. Đấy. Dịch bên này xem nào. Người phụ nữ đứng một mình trong hành lang bệnh viện, ngôn ngữ cơ thể cô ấy thể hiện sự buồn bã và lo lắng. Cô nhìn lên trần nhà với ánh mắt xa xăm đắm chìm trong suy nghĩ. Tư thế của cô ấy khuỵu xuống và bị đánh bại, với khóm vai về phía trước, đầu hơi nghiêng sang một bên. Cô ấy mặc bộ trang phục màu trắng và xanh rất đẹp và phong cách, nhưng tâm trạng hiện tại cô ấy đã lấy đi tia sáng thường thấy của cô. Bất chấp một hoạt động nhộn nhịp xung quanh, cô ấy dường như bị cô lập trong nỗi đau. Cảm xúc của cô ấy có thể cảm nhận được ngay cả khi nhìn từ xa. Anh chị em thấy ChatGPT mô tả hay không? Đấy, rất hay. Đấy, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây nó bị ban bởi vì nó có chữ her body nhé. Ok, không sao. Thì mình sẽ bỏ cái này đi. Đấy, mình sẽ bỏ cái này đi, bỏ cái her body đi. Bởi vì là nó bị một số cái từ nó bị cấm. Ví dụ her body là cơ thể của cô ấy là nó bị cấm. Đấy. Body language thì được. À, có vẻ được. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái thằng này, mình lưu xuống. Được chưa? Đấy, đây là số 2. Ok không ạ? Rồi, có vẻ được đấy. Rồi. Bây giờ mình đến cái đoạn số 3. Vị bác sĩ trả lời bên cạnh ít phút nữa.
sẽ có y tá đưa chị vào thăm bé, chúng tôi chuyển cháu đi. Đấy. Rồi. Thì cái đoạn này sao ạ? Cái đoạn này thì vị bác sĩ trả lời đúng không? Vị bác sĩ nói. Đấy. Đấy, thì vị bác sĩ nói chuyện với Sally, thì ở đây là sẽ có hai nhân vật đúng không? Giống như lúc đấy. Giống như lúc đấy. Đây. Cái cảnh này thì ra ảnh thật rồi. Ảnh thật thì rất là đẹp, nhưng mà mỗi tội nó lại gì ạ? Nó lại sai với cả cái mình đang đang làm. Đấy. Ở đây thì cái cô này thì lại hơi trẻ quá. Bà này thì lại hơi xấu quá. Thì mình làm sao ạ? Mình yêu cầu nó làm lại. Mình ạ, yêu cầu làm lại, nhấn nút này nhá, nhấn ở nút này. Yêu cầu làm lại, đúng không ạ? Còn cái đoạn mà gì ạ? Cái đoạn mà ông bác sĩ này ấy, là nói chuyện với cả cô này. Được chưa ạ? Thì mình lại có thể lấy một cái phiên bản khác của nó. Ví dụ như là phiên bản số 2 này. Được chưa ạ? Phiên bản số 2 này, mình bảo là làm lại cho tao phiên bản số 2 này. Tức là cái hình ảnh số 2, số 1, số 2, số 3, số 4 này. Được chưa ạ? Cái hình ảnh số 2 này bảo làm lại. Được chưa ạ? Thì nó sẽ làm lại cho mình. Đấy, nó lại trả lại cho mình. Như vậy là gì ạ? Anh chị em thấy không ạ? Ở với cái tài khoản này là nó chạy song song hai tác vụ được một lúc, còn ở cái tài khoản miễn phí kia thì chỉ được một tác vụ thôi. Đấy. Ok nhá. Ở cái đoạn này thì nó sao ạ? Nó ra toàn hình người thôi, nó không phải là hoạt hình nữa, không phải anime style nữa thì nó cũng không đúng. Đúng không ạ? Đấy, mà mình đang muốn là anime cơ. Thì trong cái đoạn mà thằng ChatGPT nó mô tả ấy, thì nó rất đúng, nhưng mà nó bị mất đi một cái, đấy là anime style. Cho nên nó bị ra tình trạng như này, đúng không anh chị em? Đó. Vì vậy mình phải làm lại thằng này với anime style. Được chưa ạ? Copy thằng này. Viết xuống đây. Đấy. Với gì ạ? Anime style. Được chưa ạ? Giống cái thằng trên này này. Giống thằng trên này này. Anime style này. Được chưa ạ? Đấy. Anime style này. Được chưa ạ? Đó. Rồi. Với cái thằng số 4 này thì mình nó làm lại rồi. Đấy, và mình nhìn thấy là có cái nào. Đấy, thì cái đoạn này nhá. Với cái đoạn này nhá. Vẫn đoạn này nhá, mình cũng yêu cầu làm lại. Đấy. Mình cũng yêu cầu làm lại. Với cái gì ạ? Sex and cry. Đấy ạ. Như vậy là cô này không những buồn mà còn khóc nữa cơ. Được chưa ạ? Rồi, cái thằng này sang anime rồi. Đây, cái version số mấy? Version số 1, 2, 3. Version số 3 này có vẻ ok này. Mình chọn version số 3 nhé. Để nó gì ạ? Nó tạo thêm cho mình các cái gì ạ? Các cái bản nữa. Được chưa? Đấy. Thì cái version số 3 này nó sẽ tạo cho mình 4 cái bản khác nhau để mình chọn. Đấy, anh em thấy không ạ? Rồi, đã ra xong. Rồi, thì ở đây là một người phụ nữ buồn đang muốn nói chuyện với Chúa. Bảo Chúa ơi, thế này thế kia đúng không ạ? Đấy, thì mình là sao ạ? Đấy, mình yêu cầu nó gì ạ? Yêu cầu nó có thể vẽ chi tiết hơn, hoặc là thế này ok rồi. Mình chọn cái version số 3 này này, mình upscale cái version số 3 này lên nhá. U3 này, upscale cái version số 3 này lên này. Đấy, còn cái bên này. Đấy, thì bác sĩ nói với cả cô gái là y tá sẽ đến và đưa đi. Đấy, thì là sao ạ? Là cô này rất là buồn. Đó. Thì cái đoạn này là gì ạ? Mình có thể lấy cái hình ảnh nào nhỉ? Hình ảnh này thì bác sĩ gục đầu xuống thì nó không được hay lắm, mặc dù cũng là buồn. Một là hình ảnh bên này, nhưng hình ảnh bên này thì cô gái này mặc áo như này nó không phù hợp, như vậy mình lấy hình ảnh này đi. Đấy, cái V4 nhá. Bây giờ cái V4 này mình yêu cầu nó gì ạ? Làm lại cái V4 cho chi tiết hơn này. Được chưa ạ? Đấy. Như vậy anh chị em thấy không ạ? Cùng lúc mình chạy mấy cái lệnh luôn. Cùng lúc mình chạy được 3 lệnh nhá. Cùng lúc mình chạy được 3 lệnh luôn. Đấy, nó hơn cái tài khoản miễn phí kìa. Đấy, rồi. 55% này, anh chị em thấy không? Đợi nó làm xong. Rồi, xong rồi. Rất nhanh. Rồi, như vậy là với cái phiên bản này thì mình có thể chọn một cái thằng nào đấy mà bác sĩ trông nó đẹp đẹp hơn, upscale lên. Mình upscale lên nó sẽ chi tiết hơn nhá. Thì ở đây mình lấy cái trọng cái U4 này. U4 này, upscale lên. Được chưa? Thì nó sẽ chi tiết hơn. Đấy, tất cả cái phần mà upscale bao giờ nó cũng tốn cực kỳ nhiều thời gian. Đấy, upscale thằng này mãi mới xong này, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nhưng dù sao thì nó cũng hợp lý rồi. Đấy, nét rồi, đúng không ạ? Mình lưu vào. Được chưa? Cái này là cái số 3. Đấy. Rồi. Rồi. Xong đó mình lại qua bên này. Vị bác sĩ trả lời này, ít phút nữa này, Sunny muốn nói với y tá rằng cô muốn ngay lúc này được gặp con trai bé bỏng cô để nói lời từ biệt cậu bé trước khi không còn dịp nào để nhìn thấy cậu bé nữa. Thì trong cái cảnh này ấy, là Sally và y tá cộng với cả hình ảnh một cậu bé đang nằm trên giường bệnh, đúng không? Đấy, thì mình nhờ ChatGPT nó mô tả cho mình. Sally này thì có cái hình ảnh như nào. Đây, Sally, mình phải copy lại cái đoạn mà mình ở bên trên để nó trung thành với cái style của mình nhá. Rồi, Sally này,
cộng với một cô y tá này nói chuyện này với y tá này, được chưa ạ? Và đây là mình nói rằng là gì ạ? Cho tôi những từ khóa để đưa vào Mid Journey như sau, bằng tiếng Anh như sau. Đấy, nói chuyện với cô y tá này. Thì cô y tá này thì cái style của nó cũng phải giống cô Sally này, được chưa ạ? Female này, steak này, anime style này, white này, không có blue nữa, được chưa? Đấy, young, trẻ. Đấy, đấy, trẻ, được chưa? Rồi, và hình ảnh một cậu bé nằm trên giường bệnh phía xa. Rồi, xem thằng này nó có biết không? Rồi, đấy, nó viết cho mình đây rồi, được chưa? Mình đưa vào trong bên này xem nó có ra được không. À, được rồi, khá chi tiết, đúng không ạ? Đưa vào, đây là hình ảnh số 4. Rồi, ok nhé. Rồi, cái cậu bé này này, thì thôi rồi, mình cứ tạm thời mình đưa nó xem là nó có hiểu không ạ. Đấy, như vậy nó upscale xong cái này, upscale xong cái này. Đấy ạ. Mình ngồi kỳ cụi một lúc là mình làm xong được cái câu chuyện bằng hoạt hình đấy, đúng không ạ? Bình thường để mà vẽ bức tranh như này không hề dễ tí nào. Ở boy này, à, cái này là nó đang chưa làm đúng rồi này, làm chưa đúng này. Một cậu bé nằm trên giường bệnh như này, nó là cho cô y tá nằm trên giường bệnh mất rồi, sai rồi. Đấy, cô y tá nằm trên giường bệnh. And a distant image of a body lay, a boy lay on a hospital bed. Đấy, thì mới đúng. Rồi, rồi mình lại, rồi nhanh quá, xong rồi. À, hết cái cảnh này thì sẽ đến cảnh Sally đưa ngón tay của mình lên mái tóc con bối rối. Bà đã chuẩn bị mang bao trùm tóc chưa? Người y tá nói. Sally nhanh chóng nhận ra bao trùm tóc dành cho người thăm bệnh đầu. Vừa trùm tóc xong, Sally khẽ nói: Jimmy đã từng có ý nghĩ hiến thân xác cho trường đại học. Thằng bé bảo rằng như thế sẽ có lúc được cho ai đó. Ok nha. Rồi, xem nào. Cậu bé mà sao lại cô bé mất rồi? Chưa hợp lý lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ đi cái đoạn, mình bỏ đi đoạn cậu bé nhé. Mình chỉ có hai người này nói chuyện với nhau thôi. Đấy, xem nó có ra được không. Rồi, cái đoạn này đấy, cái đoạn này ấy, thì cái cảnh này ấy là chỉ có bà mẹ và cô y tá nói chuyện với nhau thôi. Đấy, được chưa? Bà mẹ và cô y tá nói chuyện với nhau thôi, được chưa? Đấy, và sẽ có thêm hình ảnh của cậu bé nói chuyện với mẹ, được chưa? Rồi, đây, hình ảnh là bà mẹ và cô y tá nói chuyện với nhau, ok chưa? Đấy, mình thấy cái phiên bản là số 2 này có vẻ ok này, đúng không? Thì mình bảo nó gì ạ? Chỉnh lại cho tao cái phiên bản số 2. Rồi, xấu vãi trưởng, chỉnh lại tiếp phiên bản số 2 xem nào. Số 1 rồi. Muốn nó đẹp hơn thì mình sẽ thêm một cái từ khóa nữa. Mình thêm từ khóa nào nó đẹp hơn. Anime style detail rồi mà. Waifu ở hospital, ở bệnh viện. Được chưa? Nó thêm chữ từ ở bệnh viện này. Hospital. À, làm lại. Mình cứ chịu khó làm đến khi nào nó ra được cái phiên bản phù hợp với cái mong muốn của mình thì thôi, đúng không ạ? Đấy. Rồi, cái phiên bản mà cậu bé nói chuyện với cả, đấy, anh chị em thấy nó đẹp hơn chưa? Đấy. Rồi, thêm một cái bản nữa. Thêm một cái bản nữa, đó là gì ạ? Là Sally này. Đấy. Nói chuyện với con trai
con trai. Cậu bé này thì sao ạ? Tóc vàng, mắt xanh, đấy, dễ thương. Khoảng 10 tuổi. Ok không? Đặc biệt gì nữa không? Đây, ở cái đoạn này là Sally nói chuyện với cô y tá này. Đấy, cái đoạn này là Sally nói chuyện với cô y tá thì mình lấy cái đoạn, lấy cái ảnh nào nhỉ? Đấy, mình tạo lại cái nữa đi. Đấy, sau đó mình bảo nó là thêm một cái này. Đấy, Sally thì mình lại phải lấy lại cái này. Animal style. Đấy. Rồi. Rồi, chỗ này có vẻ hợp lý hơn đấy nhỉ. Đấy, cái đoạn này hợp lý hơn này. Nhưng mà cái phong cách thì nó vẫn chưa được đẹp lắm. Đây, mình lấy cái U version 2 này. Lấy cái version 2 này nhé. Lấy version 2 này. Đấy, còn cái đoạn này là Sally này. Thì mình lại chưa nói đến cái tuổi. Cho nên là có thể là nó lại hiểu nhầm là Sally là cô bé. Đấy, thì mình lại ở đây là mình phải ghi lại. Được chưa? Đấy. Sally này, trưởng thành. Đấy, trưởng thành. Mature, được chưa? Rồi, ở đoạn này thì cô Sally này, đấy, thì đã đội cái đầu vào rồi, đúng chưa? Thì bắt đầu mình sẽ chọn cái nào nhỉ? 1, 2, 3, 4, chọn cái số 1 nhé. Chọn cái số 1 nhé, upscale cái số 1 này lên nhé. Rồi, cái đoạn này nữa này. Đây, cái đoạn này thì nó vẫn chưa làm ra được đúng ý mình này. A boy này. A boy này. Đấy. Cái này thì có vẻ đúng này. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm lại cái này nhé. Đây. À, vẫn là cái Sally này nhá. Đấy, nhưng mà gì ạ? Đây là mom. Mom. Được chưa? Là mẹ. Boy, talking to a boy, son. Được chưa? Rồi, chỗ này đang upscale mà. Upscale rất là lâu anh chị em nhé. Bao giờ cũng thế, riêng upscale bao giờ cũng mất thời gian hơn so với cả những cái khác. Trong lúc đó thì mình lại gì ạ? Mình sang đây mình xem một cái gì ạ? Đây, khi mà cậu bé nói là mẹ à, con muốn mình trở nên có ích ngay cả khi con không còn sống nữa. Thì cái chỗ này đấy, nó sẽ là gì ạ? Khung hình nó sẽ diễn cận cảnh cậu bé, được chưa? Đấy, như vậy là mình sẽ phải có một đoạn cậu bé năn nỉ, đấy, cậu bé năn nỉ mẹ. Chỗ này là đấy rồi. Chỗ này là nó bị sai rồi. Cậu bé tóc vàng chứ không phải là cô bé tóc vàng. Được chưa? Rồi. Chỗ này là gì ạ? Talking to son. Chú hơi sẵn. Khoảng cho khoảng độ 5 tuổi thôi. Đấy. Cho nó gì ạ? Cho nó sinh. Rồi. Sau đó mình sẽ tạo một cái cảnh là cậu bé. Cậu bé năn nỉ. Đấy. Năn nỉ mẹ. Dễ thương. Đấy, tóc vàng, mắt xanh, 5 tuổi. Đấy. Rồi. Chỗ này này, cách vào đây. Ô, cái chỗ này mình quên chưa tạo cái câu lệnh. Cái đoạn này là ok rồi đúng không? Cái đoạn này down chưa nhỉ? Chưa down. Cái này là số 5 này. Cái này là số 5. Rồi. Đây. À, đúng không? Rồi. Ok nhá. Cái đoạn này nhá, là khá là hợp lý này. Khá là đẹp này. Nhưng mà mình đang ở cái trạng thái là animal style. Animal style. Animal style. À đây. Đây. Hai mẹ con nói chuyện với nhau. Thì cái ảnh nào mình thấy phù hợp nhất nhỉ? Nó đang ở trạng thái này thì có vẻ như là cái số 2 này có vẻ là phù hợp nhất này. Đấy, như vậy là mình sẽ bảo nó làm lại version số 2.
Dạ. Ừ. Còn cái này nhá. Cái này nhá thì mình sẽ yêu cầu nó làm lại theo cái anime style. Anime style. Đấy. Rồi, đã xong rồi. Như vậy là cái ảnh số 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 mấy thì đẹp nhỉ? Đấy, ảnh số 1, số 2, số 3, số 3 đi. Các bạn upscale cái ảnh số 3 lên nhá. Rồi. Cái này thì lại chưa hợp lý lắm. Rồi xong. Đấy, cái ảnh số 3 là xong nhá. Ừ. Bây giờ cậu bé nói một mình. Săn. Đây. Đấy. Mình bỏ cái người mẹ đi. Ừ. Rồi. Rồi cậu bé một mình rồi, xong đến đoạn này nhá. Xong tiếp theo này. Sally bảo rằng Jimmy của tôi là cậu bé có trái tim bằng vàng, cậu bé luôn nghĩ cho người khác, tôi muốn giúp đỡ mọi người bằng cách nào đó khi cậu bé có thể. Alo. Đợi tí anh gọi lại nha, anh đang đang trong Zoom. Đây, cái đoạn này là cái đoạn mà gì ạ? Ừ, cái đoạn này là cái đoạn diễn tả này. Đấy, cái đoạn này là đoạn diễn tả này. Sally từ từ bước chậm rãi đến phòng bệnh nhi lần cuối này. Cô đã từng túc trực đây 6 tháng này. Cô ngồi trên chiếc giường bệnh, Jimmy thu dọn đồ chơi. Cô làm loạn xách chiếc túi nhỏ và băng ghế và ra chiếc xe lăn bánh. Bệnh viện lùi dần phía xa. Như thể cô càng chạy xa bệnh viện như còn cái chấm nhỏ nhoi. Sally không hề quay đầu lại nhìn, cô sợ rằng quay trở lại đầu xe chạy đến và chạy đến với Jimmy một lần nữa. Đấy, thì cái đoạn này này. Ừ. Rồi. Đến đây. Rồi, mình cho vào thằng này. Đấy. Viết cho tôi những từ khóa. Với đoạn dưới đây để đưa vào Mid Journey. Mid Journey. Bằng tiếng Anh. Cái đoạn này nào chắc là mình phải tự tự làm rồi. Thằng Chat GPT này nó rất khôn nhưng mà nó lại không hiểu cái ý của mình. Có thể là mình hỏi nó không không đúng cách. Hoạt hình nó cũng là hoạt hình, nó nhiều kiểu hoạt hình lắm. Ok nha. Đây này, chỗ này mình có thêm một cái là make variation này, tức là mình có thể tạo thêm các cái hiệu ứng khác nữa, được không? Đấy. Rồi, chỗ này mình sẽ đưa thêm vào cái phần này nha. Rồi, bây giờ là Sally, đúng không? Sally đang buồn, đấy, có một cái dấu hiệu này, ngồi bên giường bệnh trống không, khóc, đấy, rồi gì ạ? Đồ chơi đấy. Bệnh viện được chưa? Rồi đấy, Sally thì mình lại copy cái đoạn này vào. Rồi. Ok. À đúng, đang chạy rồi. Còn cậu bé này, anime style này, mình thử làm lại xem. Ôi, nhầm rồi, ngồi cạnh, sitting by the hospital bed, by, không phải là ngồi trên giường bệnh mà ngồi bên cạnh giường bệnh, beside. Đấy. Đây mình đã cho nó trưởng thành rồi, sao nó vẫn cho nó buồn như này. Ừ. Chỗ này nữa mình làm lại chỗ này nhá. Đấy. Anime style này. Rồi
sitting này, beside này, beside, không phải sitting by nữa mà sitting beside, ngồi bên cạnh. Đấy. Crying, đang khóc. Toy, hospital store. Empty. 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 Giờ empty hospital bed. Đó. Rồi. Rồi. À, mô tả một cậu bé. Nên cậu bé số 1 này nhìn trông dễ thương không? Đúng không ạ? Mình chọn cái thằng U1 mình upscale này, hoặc là mình gì ạ? Mình tạo ra các phiên bản khác. Cái này nó vẫn chưa đúng rồi. Mature. Mình chọn là người lớn đi, adult đi. Đấy, trưởng thành người lớn. Bỏ từ Sally đi. Woman. Đấy. Sitting beside, hoặc là stand đi. Stand beside đi. Đấy. Đấy. Xem nó có ra không. À, cái cảnh này mình cũng có thể sử dụng này. À, cái thằng V3 này mình có thể sử dụng thằng V3 này. À, cậu bé nằm ngồi trên giường bệnh này với đồ chơi vứt xung quanh này. Đấy. Với cái này thì mình chọn cái U1 mình upscale lên này. Đứng thẳng trong giường luôn. Đây, cái cảnh này là đẹp này, cái cảnh này phù hợp này, nhưng mà thêm mấy cái đồ chơi vào nữa. Đấy. Đấy, cái này là hợp này, nhưng mà thêm đồ chơi nữa, cái V1 này. Đấy. Còn cái này nhá. Cái này nhá, cậu bé nhưng mà không tóc vàng, tóc xanh. Thế không được, mình phải cho tóc vàng cơ. Đây. Đây, hospital. Cho là nhá. A boy. A hospital bed, crying toy. Tóc vàng, cậu bé tóc vàng, mắt xanh đâu. Đây. Q, brown hair, blue eye, yellow and style. Rồi. Cái này mình có thể sử dụng được nhé. Đấy, khá nét đấy. Rồi. Upscale cái nào đây? À, đây đang various. Rồi. Cậu bé tóc vàng, mắt xanh. À, hợp lý đấy. Đây, vẫn là cậu bé này nhưng mà lúc mà đang bệnh thì nó trông rất là tiểu tụy đúng không? Trông giống giống đúng không? Mình chọn cái version 1 này nhá. Mình chọn version 1 này. Đấy, gần giống thằng này. Rồi, còn cái trường hợp cô này thì sao? Vẫn đang chạy à? Đấy, vẫn đang chạy. Đấy. Rồi, tiếp theo thì mình lại gì ạ? Sally lái xe về nhà một cách khó nhọc và hầu như càng khó nhọc hơn khi bước chân vào nhà. Đấy. Một cảm giác trống vỡ khiến Sally buồn buốt tim. Cô mang chiếc túi đựng đồ chơi từ bệnh viện của Jimmy về phòng để mọi thứ bệnh viện đúng như lúc Jimmy vẫn còn ở nhà. Chiếc xe đồ chơi cứu hỏa được để ở góc sách. Rồi Sally ngồi sụp xuống bên giường của Jimmy. Cô ôm ghì chiếc gối của Jimmy vào lòng và nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Đấy, rồi. Cái đoạn này nó phải có 2-3 cảnh này. Cảnh thứ nhất là cảnh Sally lái xe về nhà này. Đấy, thấy chưa? Đây, cái đoạn này nhá. Cái này thì mình upscale cái ảnh số 1 nhá. Đấy, upscale cái ảnh số 1 lên nhá. Rồi. Chỗ này vẫn chưa xong à? Rồi. Cái này mình phải kiên nhẫn. Ok. Đây. Vẫn dùng cái này nhá, được chưa? Driving, lái xe là driving. Driving. Đấy. Sad, buồn, được chưa? Đang lái xe, buồn, mặt thất thần này, thất thần, blanking, trống rỗng, đây, đây, với cái ảnh này thì, đây cái số 3 này nhá, đây cái số 3 nhá. Upscale cái U3 này. Rồi. Đây, cậu bé.
cậu bé ở bệnh viện này nó tay chân bị làm sao nữa. Ok, không quan trọng lắm, đưa lại rồi. Rồi sẽ sang web à. Rồi đây, cô mẹ về mặt buồn đi lái xe về buồn đây, lấy cái V1 đi, lấy cái V1 đi. Chà. Rồi tiếp theo này, bước vào nhà một cảm giác trống lộng trống rỗng này, chiếc túi đồ chơi này, bày biện xe ô tô cứu hỏa này, ngồi xuống bên giường này, đấy như vậy là gì ạ? Tiếp tục nha. Rồi. Ok nha. Rồi. Rồi. Lái xe về nhà đây. Lấy cái nào? Lấy cái số 1 hoặc số 2 thì được đúng không? Mình upscale cái số 2 đi. Cái số 2 đi. Rồi. Câu này đã xong. Rồi. Bây giờ tiếp theo này. Cái đoạn này câu này là gì ạ? Ở nhà này, được chưa? Nhà, xe cứu hỏa, đồ chơi này. Đây. Khung ảnh đứa bé này, con trai này. Đấy. À, buồn này, trống rỗng này, khóc này. Đấy. Nhà, phòng trẻ em trai này. Đấy. Được chưa? Copy cái đoạn này này. Gắn vào đây này, cộng với cả cái thằng này này. A woman at home, đấy. Xem nó có ra được không? Rồi, thằng này upscale xong. Đưa vào. Ô, sẽ ra chỉnh nhiệt của em này. Rồi. Ok. Đấy là mình có nguyên liệu là mình làm. Đó. Ôi giời, này rất là lung tung. Đấy, xe cứu hỏa đồ chơi có khung tranh cậu bé nhưng mà còn thiếu. Đấy, thiếu. Ừ, rồi. Rồi. Nha. Bỏ chữ at home đi mà sẽ là gì ạ? System. Đấy, on boy room. Says empty crane. A toy truck on the table. Đấy. Boy photo frame. Boy photo frame. A toy fire truck on the table. Chắc. And some toy. And some toy on the floor. Đấy. In. Thế là nhầm rồi. Rồi. Xem ra được không nha? Cái này ấy, nó là do mình đưa nhập dữ liệu vào, mình nhập dữ liệu vào càng chi tiết càng nhiều từ khóa thì nó tạo ra càng đúng, tức là mình mô tả càng càng đúng thì nó tạo ra càng đúng. Đấy, nó càng hiểu ý mình. Mình mô tả mà không đúng thì nó sẽ không hiểu ý mình. Ok. Rồi, chỗ này thì mình chưa thấy đúng lắm. Chưa thấy đúng lắm. Rồi, mình sẽ làm lại cái đoạn này nha. Mình cho thêm nó dữ kiện anh em ạ. Rồi. Rồi, bỏ cái giống mặt này đi này. Anime style này. Woman
root board rooms existing on board rooms as nó thấy có vẻ đúng như thế nhưng mà crying empty boy a boy bed boy bedroom sitting à standing chứ nhầm sitting nó là trong ngồi mất rồi đấy nghe mình ghi sai nó trong ngồi mới standing đấy in đấy buồn này đấy ok có vẻ hơi messy một tí mess đấy từ messy này có là bừa bộn này đấy. Hơi bừa bộn này. Bừa bộn đấy đúng không stand đứng chứ không phải là ngồi bởi vì nó có nhiều cái chi tiết cho nên là mình sẽ phải gọi là chi tiết hơn rồi cái cảnh tiếp theo là gì ôm gối khóc buốt tim khóc cái cảnh mà cô gái khóc này ấy, là mình sẽ phải quay cận cảnh đúng không cảnh này quay cận cảnh đấy quay cận cảnh bà mẹ khóc à quên cái chỗ này à, đang chạy rồi rồi cận cảnh a woman cận cảnh là gì ạ possess cận cảnh không phải chân dung possess đúng rồi chân dung đấy says crying đấy khóc đang khóc crying được chưa rồi anh không đợi chị ra đến chỗ gì của cô ca thì tối nay anh đón chị ca về xong cho ăn cơm nhé. Em sẽ bảo bệnh viện xong em về em đón cô ca luôn nhé. Rồi anh chị em thấy không? Đây là khóc này này. Đấy, cô gái này khóc này. Thì mình chọn cái nào? Khóc cái này mà mặt lạnh quá. Khóc cái này thì nó bị mờ. Khóc này dưới mưa hay sao ấy? Ở trong phòng. Mình phải thêm cái điều kiện nữa đang trong phòng. In a boy's bedroom. Không khí ảm đạm, màu tối. Ảm đạm. Black. Yeah. Đấy. Rồi, lại xem nào. Chỗ này như kiểu mưa. Cái ảnh này có vẻ được đây này. Cái ảnh này có vẻ được này. Khóc cũng có vẻ đấy này. Hoặc là cái ảnh này này. Nhưng mà nó hơi mưa mưa. Ảnh này có vẻ được này. Cái số 3 này. Là một số 2 này. Cái số 2 này. Version 2 này. Cái này thì nó lại chưa thể hiện được cái nỗi buồn lắm. Ở trong phòng thì nó lại nằm trên giường. Ôm gối. Thêm cái từ ôm gối. Ôm gối. Hook pillow. Rồi. Này, mất công phết anh em nhỉ. Đấy. Biết chuyện nó không phải đơn giản. Chứ mà phải kiên trì nhá. Mình phải kiên trì, đừng có nản chí. Úi dồi ôi. Khóc mà coi như là lấm lem hết cả thế này. Nhưng mà cũng thể hiện được cái nỗi buồn của người mẹ đấy, đúng không? Mà trong cũng sinh. Chọn cái nào nhỉ? Cái số
số 2 nhá. Úi dồi ôi, trong gối, ôm gối. Ôm gối phải là hình ở trong gối đâu. Cái số 2, upscale cái số 2 nữa. Hốc, bên hồn. Ôm gối. Trời ơi, làm sao để nó hiểu là người phụ nữ ôm gối nhá. Dạy con này không phải dễ đâu anh em ạ. Đừng đùa. Nói chung là tất cả nó là trải nghiệm. Mình phải trải nghiệm nhiều. Hốc, bên hồn, ôm gối. Hay là gì ạ? Úp mặt vào gối. Úp mặt vào gối. Face bình thường không được. Mặt gối thì mặt với gối nó lại ấy à? Nó lại nhầm, nó lại hiểu sang là gối. Cái mặt nằm trong cái gối. Ôm gối. Thôi bỏ cái gối đi, cái gối nó đang bằng quá. Bỏ cái hook luôn đi. Ôm gối. Đấy. Ôm đồ chơi. Hook. A toy. A boy. Toy. Đấy, xem có được không. Không phải podcast nữa. Không cần podcast nữa. Úi dồi ôi, nhìn mắt kìa. Cũng được, chúng ta. Không, cái bỏ cái podcast này đi. Số 1 này nó có vẻ giống này. Số 4 nó có vẻ giống này. Số 4. Úi dồi. Gì vậy? Sao phong cách nào vậy trời? À xong phong cách đồ chơi rồi. Rồi bỏ cái này đi. Rồi. Đấy. Để diễn tả được cái cảm xúc khó phết anh chị ạ. Không phải dễ tí nào. Sang đây tỉnh giấc vào khoảng nửa đêm, nằm dài trên giường, bỗng một lá thư rơi ra từ chiếc gối. À, lá thư rơi ra từ chiếc gối này. Đấy, mình tập trung vào cái này nhá. A letter fell from a pillow. Mình tập trung vào cái này nhá. Rồi. Rồi. Cái này có vẻ hợp lý hơn này, cái V4 này. Đấy, mình upscale cái V4 này lên. Xong chưa? Lá thư trong cái gối. Ôi my god. Lá thư ở dưới cái gối. Bây giờ mình ghi là a letter below. A letter. Ở bên dưới là gì anh chị em? Ở lá thư ở bên dưới. Ở bên dưới. Đấy. Ở bên dưới cái gối. Vẫn là animate style nhá. Mình đang làm theo phong cách hoạt hình. Đấy. Không được phong cách tạo thực được. Đây. Đây là một cái gọi là mẫu khác của bà mẹ. À, mẫu này có vẻ đẹp này. Đây, mẫu này có vẻ đẹp này. Anh chị em lấy mẫu này. Đấy. Trông rất là ấy luôn, rất là buồn luôn. Rồi, a letter thì ở đây nó lại thành ra cái letter là cái chữ rồi. Bây giờ một cái thư thì mình chọn là. Đấy, letter nó lại cho một cái chữ vớ vẩn rồi này, cái thư. Phong thư. Đây, envelope này, chứ là letter nó lại sang nhầm này. Envelope đấy, is under the pillow. Anime style. Rồi. Under. Đấy. Đây là thứ envelope. Cái envelope là cái bì thư anh chị, cái bì thư. Rồi. Rồi, cảnh tiếp theo là gì? Rồi, nhặt bức thư lên đọc bức thư, cô gái cầm bức thư đọc. Được chưa ạ? Úi giời ơi. Vẫn chưa đúng ý mình.
Vẽ tranh không hề dễ đúng không nhỉ? Vẽ tranh bằng mô tả không hề dễ tí nào đúng không? Đấy, cái bì thư này nằm bên dưới, under. Ấy giời ơi. Cô gái này. Bây giờ vẫn là cô gái này nha. A woman đây nha. Set nè. Được chưa? Cầm một bức thư. Cầm. Cầm một bức thư. À không phải cầm mà đang đọc. Phải đọc. Rồi, đây cái cảnh này, cô ấy cầm bức thư cô ấy đọc đây này. Đây. Cái nào được anh chị em? Cái số 1 hay cái số 3? Mình thấy cái số 1 hợp lý hơn đấy. Chọn cái số 1 đi. Đó, ok không ạ? Một phong thư ở trên giường. Ở trên giường. Giường trong phòng của một cậu bé có nhiều đồ chơi vứt lung tung. Đấy. Mình thử cái này xem nào. Có vẻ là dùng AI Google dịch cái khi này hay. Rồi. Dùng cái hình ảnh nào nhỉ? Dùng cái số mấy nhỉ? Dùng cái số mấy? Số 2, số 3. Thế anh chị em dùng cái số 2, số 3. Thì nhà nào cũng như nhau nhỉ. Cái số 3 đi nhé. Upscale với U3. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Cái căn phòng của cậu bé. Hơi bị bừa bộn luôn. Có vẻ là dùng Google dịch là hợp lý đấy chị em ạ. Mình cứ mô tả bằng tiếng Việt xong mình nhờ Google dịch nó tạo ra đúng luôn. Many toy. Ở đây là many toy. Mình chọn là some toy thôi. With some. Let's get around. Why? Đấy. Rồi, đến cái đoạn này thì sao? Đến đoạn này thì nó chỉ có chữ thôi. Đến đoạn này thì chỉ có chữ thôi anh chị em ạ. Đến đoạn này thì chỉ có chữ thôi. Đó. À, chỗ này mình chỉ phải thêm anime style nữa. Made style. Đây cái đoạn này nha. Đấy. Cái đoạn này nha, mình cho thêm cái cô gái này holding, không phải holding nữa mà reading an envelope. And crying. Rồi anime style nhưng mà nó chưa giống cái anime mà mình đang đang lựa chọn lắm. Cái đoạn này nha mình sẽ làm lại này, bỏ cái này đi. Đấy. À chết, quên là phải có anime style, bỏ cái đoạn này thôi. Đấy. Đấy, anh chị em thấy là ba cái tác vụ đang chạy này, một nhá, hai nhá, ba nhá, ba tác vụ chạy cùng lúc này. Đấy. Ô, nó bị nhầm rồi, spoil đọc nhầm, không sao. Ok rồi, không sao. Mình có thể chọn đến một trong số cái này. Đây.
hình ảnh nó hơi ảm đạm một tí, trông sơ sát, sơ sát, sơ sát. Đấy, mình chọn cái U1 đi. U1 hoặc là U4. Cái U1 đi. Đấy. À, cái này cũng hay chứ. Mình lấy cảnh là cậu bé đang viết thư. Đúng rồi, mình lấy cảnh cậu bé viết thư. À, cậu bé viết thư trong phòng cũng hay. Was bedroom boy. A boy is writing a letter. In his bedroom. Đấy. Rồi, đây cái cảnh này cảnh cuối rồi anh em, sắp xong rồi đấy. Xong mình ngồi mình ghép vào một chút nữa là xong thôi anh em ạ. Mình ghép vào một chút nữa là ổn rồi. Rồi cái cảnh bà mẹ mà cầm đọc thư khóc đâu rồi? À đây đây, bây giờ mình ra. Đây, cái này mình download xuống nha. Rồi. Đây. Cậu bé ngồi viết thư này. À quên, mình phải upscale cái thằng này lên. Upscale thằng V3 này, U3 này. Rồi. Đấy, cảnh này bà mẹ đọc thư khóc này. Mình lấy cái U2 này hay này. U2 này. Rồi, thế là xong được nguyên liệu rồi anh em nhé. Bây giờ xong nguyên liệu, xong việc của mình là mình ghép vào. Ok em ạ, ghép vào. Anh em nào muốn dùng cái tài khoản này không? Đây nhá, tài khoản Midjourney này. 1 tháng là 10 đô. Đấy, đây là bản basic nhất, là 1 tháng là 10 đô. Thì được tạo ra khoảng độ 200 ảnh một tháng. Đấy, tạo ra được 200 ảnh một tháng. Còn bản standard là 30 đô thì là gì ạ? Là không giới hạn. Đấy, không giới hạn. Bản này thì bản 30 đô ấy thì được 15 giờ tạo nhanh. Cái này được 3 cái job, 3 công việc nhanh đồng thời. Thằng này được 3 công việc nhanh đồng thời, còn thằng này được 12 công việc nhanh đồng thời. Đấy. Thì cái bản mà mình đang dùng ấy là cái bản mà gì ạ? Là 30 đô này. Đấy. Nếu như mà mua cả năm ấy thì nó là 24 đô nhân với cả 12 nó rơi khoảng 288 đô nhân với cả 24 thì nó rơi khoảng độ 6.9 triệu, gần 7 triệu. Đấy, cái tài khoản Midjourney này khoảng gần 7 triệu một năm. Đấy, bao nhiêu anh chị em muốn mua cái tài khoản này với giá chỉ khoảng độ 700.000, tài khoản này khoảng 700.000. Đấy, 7 triệu nhưng chỉ là 700.000 thôi, không giới hạn, mà mình dùng riêng một kênh, không chung thằng nào hết. Nếu anh chị em muốn thì comment, sau đó mình chuyển khoản luôn, không có chia sẻ, không nói nhiều các bạn. Đấy, 700k. Đó, ok nhá. Rồi, mình tiếp tục cái phần này nhá. Rồi, ô cậu bé này cũng được, cũng phù hợp đấy. A4. Dạng như này. Chuyện. Dạng như này. Rồi. Bây giờ mình sẽ đưa hết nguyên liệu đây này. Nguyên liệu bao gồm có gì ạ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13 này. Đấy, đưa hết cái này, kéo lên Canva. Chưa? Rồi. Đấy, xóa đi. Bắt đầu làm lại này. Đó.
Đấy. Xong rồi mình sẽ chèn chữ vào đây. Element này. Chèn chữ vào đây. Top. Top. Top bubble. Đây. Đây. Chèn chữ vào đây. Đấy. Chỗ này mình chèn vào đây. Được chưa? Đấy, cái này mình tranh mình cho to lên này. Tranh mình cho to lên này. Đấy. Cái đoạn này là gì ạ? Sally vội vàng chạy cửa. Con trai tôi thế nào rồi? Thằng bé sẽ ổn chứ? Tôi có thể nhìn thấy nó ngay bây giờ không? Ừ, được chưa ạ? Đấy, thì mình điền vào đây. Comment. Không ạ. Thì mình cho text vào đây. Add the text box. Đấy. Đấy, được chưa? Đấy, trông giống thật không? Giống truyện tranh chưa? Đấy, rồi. Chỗ đoạn này ấy, là mình đưa cái dẫn truyện vào đây. Đó là gì ạ? Sala vội vã tiến vào cấp cứu khi cửa mở ra. Đấy. Sally. Đấy. Rồi. Vị bác sĩ trả lời từ tốn. Vị bác sĩ trả lời từ tốn. Đấy. Copy cái này. Đây đây. Copy cái này. Chuyển sang đây. Flip. Đấy. Mình sẽ trả lời từ tốn. Print forward. Tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi đã làm hết sức. Đấy. Tôi làm tí. Đấy. Nhìn em thấy không ạ? Đấy, cái thằng này cho nhỏ đi một tí. Đó. Thôi. Tiếp theo. Tiếp theo là đến cái đoạn đây. Đấy. Bác sĩ. Rồi. Đấy. Bác sĩ nói gì? Sally tự nói với lòng mình. Đấy. Đây vị bác sĩ bên cạnh Sally. Đấy. Thì cái đoạn này ấy, là mình cần thêm một cái ảnh Sally buồn nữa. À, Sally buồn nữa. À. Sally buồn một mình. Sally buồn một mình. Ừ. Đây, vẫn là đoạn này nhá. À, cái đoạn này mình sẽ cho vào đây. Đoạn này mình sẽ cho vào đây. Cái đoạn buồn một mình này thì mình phải thêm một cái ảnh nữa. Người phụ nữ buồn một mình. Buồn một mình. Cái trên này có này. Cái này mình chưa có gì. Đây, mình thấy U1 này. Đây, đây, U3 này. Vậy là mình sẽ có thêm mấy cái
scale nữa. Cái này mình điều chỉnh. Chờ đi. Ok. Rồi. Cái đoạn này thì mình sẽ đưa vào. Tại sao những đứa trẻ. Đấy. Cái này, câu này để dẫn chuyện thôi. Đó. Rồi. Ít phút nữa sẽ có y tá đến điều trị vào thằng bé trước khi chúng tôi chuyển cháu đi. Rồi, tiếp tục này. Rồi, tiếp tục này. Sandy muốn nói với người y tá rằng rồi, xếp cái này xuống, cũng hay. Chương trình này mất thời gian phết anh em ạ. Bác sĩ này. Đấy. Đấy. Bà đã chuẩn bị băng bao trùm tóc chưa? Bà đã. Sao nên nhanh chóng nhận bao trùm tóc. Mình sẽ nói. Rồi. Đứng cạnh giường bệnh này. Đấy. À không, đứng cạnh giường bệnh ở bạn bên dưới. Đứng cạnh giường bệnh đoạn bên dưới. Đoạn này là nói chuyện với con trai. Đoạn này nói chuyện với con trai. Đúng. Nói chuyện với con trai. Đây. Đấy. Đó.
Đây cái đoạn này là hội thoại này, đoạn hội thoại này. Đấy, thì mình cho vào đây này. Đấy. Copy cái này này, cho xuống dưới này, này. Cho nó ra sau này, click, cho nó ra sau này, flip, đây sang đây này. Tiếp tục này. Rồi. Đến đoạn là bệnh viện này. Đấy. Đấy. Dừng bệnh này. Rồi, lái xe về này. Tiếp này. Thế là rồi. Cái đoạn này chưa? Đoạn lái xe đây. Lái xe đây. Đấy, đoạn lái xe như thế này. Đấy. Còn đoạn trên này là đoạn buồn buồn đây. Đoạn buồn buồn đây này. Đoạn buồn buồn đây này. Đoạn này có chưa? Đoạn này có rồi. Đoạn này. Rồi, đến đoạn lái xe này. Lái xe xong rồi đến tới được cho về phòng. Đấy, lái xe cái khó nhọc này. Mang về phòng rồi được góc sạch mình xuống chiếc gối. Cứ nặng nẹ tôn rơi này. Đấy, thì cái đoạn này là cái này này. Cái này mình sẽ phải chỉnh cái màu của cái ảnh này một tí nhé. Tại vì nó phù hợp với cái màu xanh xanh sáng sáng này. Đấy. Nó phù hợp với cái màu sáng sáng này. Đấy. Được chưa? Trông nó ảm đạm hơn một tí. Đấy. Từ đầu đến cuối nó ảnh nó cũng có cái màu nó hơi xanh xanh sáng sáng một tí. Đấy. Nó xanh xanh. Xanh xanh. Cùng với tông màu từ đầu đến cuối này, nó xanh xanh này. Đó, nó xanh xanh này. Đó, xanh 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 xanh. Đó. Rồi, tiếp tục này. Sally tỉnh giấc vào khoảng nửa đêm. Đây, đọc thư. Đấy, đọc thư. Đó, nó xanh xanh này. Rồi. Đọc thư xong đó là gì ạ? Ôm thư vào lòng này. Đấy.
cảnh này, cậu bé là cậu viết thư này. Để mình phải chỉnh cái ảnh cho nó màu nó hơi xinh xăng một tí. Sẽ phải sang một cái trang riêng, cái này sẽ phải sang cái trang riêng vì nó rất dài. Cho đây được. Rồi. Đấy, bây giờ mình thêm một cái gọi là đầu thư với cái cuối thư nữa là xong. À, cái đầu câu chuyện, cuối câu chuyện nữa là xong. Đấy, đây là thêm một cái nó gọi là lá thư từ thiên đường. Đấy, chỗ này có anh nào mình chưa dùng nhỉ? À, anh cậu bé, anh cậu bé đây, có anh nào chưa dùng. Style mình chọn là hiệu ứng. À, chọn phông chữ. À, là từ thư tiên đường. Chọn màu chữ. Màu xanh. Màu xanh. Ok. Màu này nó phải cùng cái màu này. Để con huy. Đấy. Tác giả. Đấy. Để con huy. Đấy. À, họa sĩ. Họa sĩ. Mid Journey. Đấy không anh nhé. À, kịch bản. Đấy, kịch bản. Đấy là gì ạ? À, hạt giống tâm hồn. Hạt giống tâm hồn. Ok rồi không anh nha. Đấy, thế là mình có cái này mình cho lên đầu. Cho lên đầu. Rồi, lá thư từ thiên đường. Đấy. AI nha. AI nha. Cái này đọc web nha. Bây giờ xuất ra là ngon rồi anh nhé. Đi sẽ thêm một cái nữa là cái
thêm cái text vào nữa. Rồi, cái này để gọi là chống chống bản quyền. Thêm cái nữa đó là nhóm hỗ trợ, nhóm ứng dụng AI và ChatGPT cho công việc và kinh doanh. Đó. Thêm cái QR code nữa nhỉ, QR code. Rồi, tạo QR code. Rồi. À, lấy cái mã. Lấy cái mã nhóm cho bằng QR code. Xong rồi đấy nhé. Thế là mình xong cái câu chuyện bằng AI đấy. Ok. Nhóm của mình rồi. Rồi. Copy. Rồi. Tạo một cái liên kết. Rồi. Rồi xong. Tải xuống mã QR code. Rồi. Tạo xuống. Đấy, xong là up lên đây. Up lên đây. Đấy, đưa mã QR code vào đây. Được không anh em? Đấy. Rồi, xong. Hoàn thành. Bây giờ download xuống. Thế là chúng ta đã có một cái thành quả, được chưa ạ? Mình sẽ download bằng hai phiên bản, một phiên bản thứ nhất đó là phiên bản gọi là hình ảnh, một phiên bản là bản PDF. Rồi, xong. Phiên bản thứ hai mình download xuống sẽ là phiên bản PDF. PDF. Rồi. Rồi. Anh em thấy sao? Ok không? Chút nữa mình sẽ làm thêm một cái bản nữa, đấy là bản lồng tiếng. Bản tiếng Việt.